Dạ, buổi chiều ngày hôm nay thì mình xuống nhà bác ba để mà gửi cho bác ba một ký lạp xưởng. Đây là cái phần quà của chị Thanh Thanh bên Mỹ gửi cho một cái kênh khác. Rồi cái kênh đó chuyển qua cho mình mang xuống cho bác ba. Em cảm ơn chị Thanh Thanh đã cho em một ký đặc xưởng ăn. Xin cảm ơn chị Thanh Thanh nhiều lắm. Trời ơi trời, món độc nữa, đặc biệt. Món độc hả? Đặc biệt hả? Biệt. Tết giờ đang thèm món này nữa nè, kiếp mua đâu có đâu. Đặc xưởng mà làm gì không có anh? Không có bán, mày lộ á. Mấy tiệm anh mua đâu có đâu. Ra chợ nhóc. Chợ mới có chứ mấy tiệm này không có. Đưa vô, làm đưa vô. Chợ mấy tiệm. Ở đêm anh đâu có ở được đâu mà cho anh theo. Thôi đừng có quậy, em đâu có uống đâu. Mẹ máy cái cỏ im chưa? Nó là túi giật chạy mỗi cái chưa? Mỗi cái rồi. Nó sửa cái le lại đóng chạy xuống như ơi, chứ không phải người giật người chứ lên nữa rồi. Ủa không biết. Buổi chiều cái khung cảnh nhà bác ba thì rất là vắng, sớm thì mưa cũng một đám rất là lớn, bây giờ thì cóc nhái nó kêu rang hết trơn luôn. Mình làm uống nãy giờ hả? Tính rồi là mưa quá trời. Anh tính tối nay là hai chồng đi xôi hả? Mà sao ốc sáng bán hả? Ký 35 nghìn. Ốc á hả? Tao mới á. Tao kháng tao có mua 20. Còn lại ký 15 nghìn. Mấy ông với bà My nói nha, mà khen nó mua đăng ký 20, còn lại ký 15 nghìn nữa. 2 ký nhiêu tiền rồi? 30 ngàn rồi. Vợ chồng bác ba cũng có một cái kênh YouTube riêng á, cho nên là mình chịu trách nhiệm về cái phần quay video và chỉnh sửa đăng lên. Mọi cái lời nói và cái hình ảnh của bác ba khi mà đăng lên á, phải cho nó chuẩn. Cũng có một số kênh khác muốn vô quay vợ chồng bác ba mình không có cho, tại vì á bây giờ là vợ chồng có cái kênh riêng rồi, cho nên á khi mà cô chú anh chị vô quay đó. Nếu như vợ chồng bác ba có lỡ nói cái gì mà nó không có chuẩn á, thì cô chú anh chị đăng lên luôn á, thì ảnh hưởng tới gia đình rất là nhiều, cũng như cái kênh YouTube, cho nên nó là mình không có cho. Thì cô chú anh chị có muốn gửi cho bác ba cái gì thì cứ liên hệ với mình, thì mình sẵn sàng chuyển những cái phần tấm lòng của cô chú anh chị tới gia đình của bác ba, chứ mình không có cho cái kênh khác cho quay được. Thì ngày hôm nay mình nói ra luôn để cho cô chú anh chị hiểu. Thôi mình ích kỷ, không cho những kênh khác vô quay. Còn về những cái phần hoàn cảnh khác thì có muốn quay á, thì cứ liên hệ với mình, thì mình sẵn sàng mình sẽ cho địa chỉ để tới quay hỗ trợ thêm những hoàn cảnh đó. Rồi bây giờ kẻ xấu rất là nhiều, cho nên là mình không có tin tưởng một ai hết. Ở như vô quay á, giúp bác ba hay là hại bác ba nữa, trong thời gian qua được cô chú anh chị cũng đã biết rồi đó. Khán giả vô chửi bác ba cũng như là mình rất là nhiều, thì bây giờ thì mọi việc cũng đã ổn rồi, thì mình không có muốn những cái việc đó mà lặp lại nữa. Sao thì chết vậy? Thì nó bệnh nhiều quá nó chết chứ có gì đâu. Thì hôm qua luôn trời. Thì hôm qua luôn. Ai la gì mà hôi khối gì quá trời. Khói quá nó hôi. Mà vợ bác ba là cuối tháng nay là nhận tiền tiền lương đó là đi tỉa tóc cho nó ngắn lại nghe, cho nó gọn lại nha. Thôi. Anh vừa ngủ.
dịch thêm giữ Tết thì vợ ba cũng có đi tỉa, đi cắt lại nhưng mà tỉa sơ sơ à. Tại vì do cái tiệm đó, nó Tết khách nhiều á, nó gấp mà tỉa nó không được nhiều. Tỉa cho nó ngắn lại, cho nó thưa lại đi. Ngủ ngày nay ngủ ngáp nữa trời. Ngày ngày nay ngủ luôn hả? Trời mưa ngủ ngon ha. Mưa, dầm mưa là nó che cái miếng da đó, mưa bò là tạt. Bên đó nó dầm quá, nó che rồi. Dầm mưa luôn hả? Dầm mưa là miếng da cho rồi. Nhớ bác bà mấy bữa nay là thấy mập gà đó, cái bụng to đó. Bụng cái áo mặc hết vừa nữa nè. Áo là áo mới mà mặc vậy nè. Nè anh mập lên đó là chắc có thể là do uống thuốc đó rồi ăn được ngủ được đó ha. Đó. Mình chưa cậu tác mới vô đây nữa nè. Giờ tính 21. Là gọi cái gì? Ông mắc vậy cái ông nghe thôi cậu ốc điện nghe ông gì vậy luôn. Buồn ngủ mà chơi nó mưa quay lại cũng không biết mất cậu luôn. Mưa nó mưa này qua trời luôn ngập lộ luôn. Nên là em về sớm chứ là phải trễ trễ chứ mắc mưa đã. Em về mới có nửa tiếng ngồi về mưa tới. Mưa sấm sét nữa. Mưa mà ta anh hứt được một khi nước anh vô hai thùng nước suối đầy nhóc đó. Mà mưa này nước nó đâu có tốt đâu, hứng uống làm chi. Có mưa cả tiếng ngồi anh mới hứng mà. Đi xài nấu ăn được. Mà về mới tới nhà là hơn nửa tiếng gì mưa tới. Hơn à. Bởi vì em điện nữa cho anh á, anh nói không có bạn, anh chưa về. Vậy máy đi bỏ nhà về. Về lúc tầm 1 giờ mấy. Rồi bye bye sao hết ghẻ giờ. Thì sáng đi anh qua phụ bắt cái mấy con lớn bán trước, mai nó xuống. Sáng rồi qua. Con thêm mới gài nằm viện nữa kìa. Lẽ đó buổi sáng hỏi con khỏe cho nó con khỏe không biết chuyện làm gì không biết. Rước bà vợ qua ở nhà với vợ nó. Về tối điện Nhu sáng lên nó phụ. Nhu mới cắt cỏ ở đây nè. Cắt vườn hỏi. Bán bớt mấy con bự đặng mình mò mấy cái con nhỏ bên đây mình coi cái con nào mà ghẻ ít chứ không ghẻ mình thả qua bên đây mình xử lý rồi. Rồi vậy bắt mời mượn cái máy tát đi cạn dễ bắt. Có cái máy ở nhà tát thì cũng tát cạn vừa thôi chứ tát cạn quá nó sụp cái hầm. Thì tát cạn vừa thôi tát như bữa hôm nó sụp nữa đó. Trời ơi nó bao tay xuống mò đủ bắt một tăng chút rồi. Xíu à, một tiếng hồ nó đâu có nhiều đâu, hồ nó có cao lắm chừng 200 mấy con vậy. Kiều lái chờ mai nó xuống. Bán mẹ bán bự chứ đi, mấy nhỏ để nuôi cho nó bự bự chút. Thì bán mấy con bự xong rồi có cái mấy hồ. Bự thì rồi mình bắt bỏ qua đó. Mò mấy cái hầm nhỏ bên kia cái coi cái con nào ghẻ ít chứ không ghẻ thả qua đây mình xử lý lại. Nếu bên kia nó quần đục quá nước cái hầm không tốt. Dữ lắm rồi, ôn lên mà sập nữa. Mà tính bán cái hầm nào cái hầm hầm lớn á, cái hầm lớn á, cái hầm sụp á. Cái hầm mà mình không có sang đó em. Hầm nó con bự đó. Hầm nó chịu khó tát rồi. Lúc này nước nó xả vô nhóc rồi sáng tát cho nó bớt nước xuống mò. Dịch vô vậy. Mấy con ốc rồi bữa đó là anh mò đi bán hả? Mò bữa nào? Bữa đó mò cá đó, được mớ ốc đó, được mấy ký. Bữa nào ta? Bữa hổm ha. Bữa anh đi mò cá hả? Ừ. Chiều qua chiều lại anh vớt bèo lụm nó được chừng nửa ký nữa, bán được 2 ký. 2 ký cũng 70 ngàn nữa hả? 70 ngàn. Đêm nay đèn mới giữ mưa ngoài lỗ nó tràn vô dữ luôn. Mưa nhà anh mà giờ cá còn nào qua mượn miếng chài của ông anh vợ về chài không còn con cá nuôi nào chứ chài mỏi mưa luôn. Vậy rồi đi đâu đi hả? Vậy rồi đi đâu đi? Còn có 2 con cá trôi rồi
phải chấm cỏ thôi. Anh chạy dính chừng thôi chứ đó chứ đâu anh chạy đâu dính. Chạy qua dính hai ra chấm cỏ bả ống tay rồi mà nó dài vậy nè, đi ra như cá linh gì mà không phải cái chấm cỏ. Hôm qua em hôm qua đó anh Tân tính anh có đi theo chơi còn cuối cùng anh đâu có đi. Làm anh mừng hụt phải không? Ừ. Thấy anh buồn buồn không móc ra để vô liệt cho bác ba coi cái đi liền. Coi anh hồi sáng có coi mà. Mà đi ở đêm mà anh đâu có đi được. Ở đêm đâu được, vợ nhà bò cho anh đi lo vụ con bò. Ừ con bò canh đi nghe. Nó qua Tết này nữa coi chừng nó lên giống đó. Anh no nằm mãi đấy. Mưa tạt lạnh nó đứng nó gống hoài, che miếng ga lên chắc hết gống. Nó gống làm sao? Nó gống ò ò hoài, nó lạnh đó, mưa quá trời gió nó giông. Hên là cột đốt hay cột cây chắc gió sập mẹ chưa. Cổ về mắc mưa vậy á, ăn gỏi cuốn mà không liệm vô. Nó gà ngồi cuốn rồi, con nó con mới con no quá với phần sình không con biến đi con. Xe ngâm được. Mưa đường đi ngập chân phải không? Sình không. Sình nó không đi được. Xe lao sạch từ đâu mới ra được. Vẽ căng ý ý lao sạch chân rồi bánh nó chắc. Mưa gãy mưa nước nhóc luôn. Thôi đập bờ luôn. Mà hôm anh khai nước vô mới nữa đó. Chứ mới gãy mưa không queo à. Khai đi cà đắp lại chữ rồi. Mưa anh đắp ứ luôn rồi đó. Cho để mai mốt nước mặn là nó đóng lại nữa đó. Nó đâu cho vô nữa. Ông Hai Nghĩa ở đây ông cũng đào ngang clip của chị Tư Phê. Ông khai quay gãy ông luôn rồi đó. Nó khô gan cho không có nước tưới mà. Đêm nay nó cho ngập dương luôn rồi. Mưa này coi như ngập dương luôn rồi đó. Tăng bắp bánh yên quá trời. Cô nằm thứ phân chiều rồi đó. Anh nói gì à? Sao mới đi hồi tối hôm qua chứ đâu. Hả? Mới đi hồi tối hôm qua chứ đâu. Ừ. Mới hồi sáng hôm qua chứ. Đi sáng hôm qua. Chị Năm bán bò 24 triệu. Mà tối nay hai chồng tính đi soi hả? Hay là mình anh đi? Nó đòi đi theo. Mình cho bà đi theo, bà xách thùng. Đi theo mà đừng nói đồ dìa nghe, nó đang đi soi một tiêu dìa, nó không dìa đâu. Đi soi bao nhiêu sai nữa. Mua này ốc lên đó. Nắng nó trốn với đông á. Đường xài này hồi anh hai em còn đây á, hai chồng soi lần hai thùng bê đó. Có hồi đợt đó em cũng xuống soi ốc con vậy em về em nuôi đó. Nó không cho bắt về thả mương này không nữa, người tới nhưng lên liếp vũ nó bắt mớ nó đào đất nó nướng cho mình cả gỗ bu nuôi dưới. Gà giọng đi nó mua để đi đào đất tối tối. Trời sáng bà nó hại nó kêu nó chích ngựa nó con chích rồi. Chích rồi chết gì nữa. Con đào nó mất miếng giấy này nó không chích được nữa. Rồi nè. Sao mất? Biết thì rồi bỏ qua cái sổ nó tiêu rồi. Bỏ gì cái chừng anh xé rồi đó. Của mình nó chích rồi còn à. Anh tiền được rồi anh xé cái miếng giấy của bà luôn rồi đó. Qua chợ đi không có giấy nó chích. Khô sạch hết rồi. Mà rồi anh bệnh anh xé anh bỏ ngoài cửa nhóc cho anh chừng anh xé miếng giấy của bả luôn rồi đó. Giấy mà mua xe điện mà đi giấy gì đi mà
Rồi anh chích trên 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 trường học đó, vòng vòng đó anh bỏ. Lấy lại rồi, anh đưa mũi ba rồi nè. Nè. Anh chính đâu còn. Đâu còn đâu. Còn thì anh đưa lên, anh đưa cho nó coi cái này nó biết à. Nó lấy nữa mà quyện nó lấy rồi. Mà mình chích rồi, chích mình chơi nữa. Còn năm hai nữa mà chích rồi làm hai vậy. Mà chích chung như Kha. Chích chung Kha nó dễ, hai mày đứa phát quà được ưu tiên một phải rồi. Thế nó chạy mà lộ một kêu. Có chừng nào chích mũi 4 mà đi nữa chứ. Rồi chắc chuyện chuyện ra quỷ. Mày có gì sáng mai lên, mai lên bắt phụ em. Ừ. Hôm mới mà đâu có mạng rồi, coi. À, điện thoại mới của bác ba đó, cô chú anh chị. Nhu nó nuôi bò trắng tươi cả mình trời. Bò Pháp mà. Mà bò dễ ăn, có lá chè non cũng bút thịt chơi. Nãy nó cặp đó, cặp nguồn 4 nhiều mấy. Năm triệu bộn gì nó hát hoài. Ăn được chiều hai chồng ăn cơm rồi hả? Rồi ăn 3 giờ mấy rồi. Gì trễ. Mũi cắn chết. Mà mưa lạnh chết. Chó bữa qua bữa nay cái vết sợi màu nó khô nè. Nhờ chích được mấy mũi thuốc chứ thôi bữa nay là nó gã thành xương. Nó khôn rồi, nó chạy ra ngoài nhà chị hai nó kiếm không có, nó chạy về là ứ. Chạy nó kiếm em hả? Ừ. Chó nó khôn. Dạ đâu sủa nó đâu. Nó ra nè. Nó khác ăn Kha ngủ luôn. Cho nó ngủ ở trong nhà, tối nó ra không được. Không có. Nó làm vài đống ở trong nhà, cái hốt đã nè. Tối nó cho nó ra ngoài chứ đâu để. Nó xuống lời sao nó ngủ, tại có cưng lên, nó nãy giờ nằm dưới mà. Tối cái nó tặng cho vài bãi. Có đâu, cho nó đó. Không biết nhà đâu. Cô nết nó mạnh. Anh bảo cho nó đường ra để coi nó có không biết. Ai cho nhốt nhà. Hình nó có nhốt. Ngồi nó bán hết tầm bậy quá. Cô nết nó có lẽ hát thì có thì. Dạ là lấy cái mình hốt. Ôi cười, ngồi nó cười đi. Nó đóng cửa trong nhà không có đường ra, nó có chắc có thiệt à. Dạ. Còn có hai miếng đủ không? Nhiều bữa anh quay mà em cài cài. Cái em nó đem mẹ. Nó đem mở lên coi coi anh có đang lên chưa đâu con. Cái anh nói chưa à. Bây giờ mở lên chưa thấy. Chưa có đang lên. Ừ. Chưa có mà cãi. Chưa mở coi hoài nó không có. Mày mất mua cho bác ba cái hộp kem với cái kem Amazon. Tào lao nữa, hai anh em mày tào lao nữa rồi đó. Tào lao gì, thử cái trang điểm lên, thử cái đẹp coi. Trang điểm lên chắc mấy cậu nó cười tao chắc chết quá. Ê, là rồi có cái bộ đồ gì bikini nào á. Mượn cho bác ba mặc thử. Cho chắc như thứ mãi, mày cười chắc chết rồi. Không sai đâu. Rồi cái gì? Rồi cho dễ chân mày luôn. Hay quá. Đứt vô bộ son rồi tha lên. Để cái tựa đề là khi bắt ba trở thành thế giới thứ ba. Trời ơi trời. Muốn vậy lắm hả? Cái đó chắc khi tao rồi.
Hay quá. Ông nghe nghĩ vậy không? Ủa ông cài ông thiếu cái đó là thiếu gì? Thiếu đồ bông á hả? Đồ bông với môi son. Đồ bông rồi môi son rồi đủ thứ hết trơn. Trời ơi môi trời. Áo nhỏ áo lớn thì đủ thứ hả? Quần nhỏ quần lớn. Dạ không thiếu áo nhỏ thiếu quần nhỏ. Mất rồi. Chắc chết luôn á. Cười đầu luôn. Cái gì? Mà nó hồn quá. Đẹp. Trên đẹp quá trời. Đẹp cái trời. Nó đẹp cái gì cười? Cười chạy trong mặt không vậy? Đẹp, nó đẹp cái gì cười? Mà con nhớ bà ba là vừa ở trên tình vậy. Chắc bữa nào chắc làm cho anh Nguyễn thiệt à. Trời ơi. Nhắc đâu bữa nào trang điểm thử một bữa rồi nó qua. Thiệt chứ không? Chàng đẹp vô kinh đó, người ta coi chắc anh ta chắc chết rồi. Nè anh làm cho anh. Sao không anh buồn theo vậy? Thì nhớ anh buồn chứ sao? Hình không chụp nó không gửi tính làm treo trong nhà vậy. Hình nào? Hình bố nam chụp đó. Đâu có. Nói gì tối em gửi qua cho. Đó. Có gì tối em gửi qua cho. Hôm nào sắp xếp đi em có đi chở nữa để theo chỉnh chơi. Buồn buồn sao mấy ở đêm về có ở đêm mà chiều nè đạo cho tôi bò chó ăn xong cái đi ra ngoài có cái ngủ sáng thì về nay một đêm cảm giác bắt bò đâu. Không dám bỏ con bò ở nhà của mình hả? Này này, này dám gỡ bò rồi đó. Đi bò thì không phải dễ cắp đâu, dẫn ra khỏi chuồng nó gống mình nó giật mình chết rồi. Hồi gà nó vô nhà dưới cho nó la gồm như con vịt xiêm nó dữ quá, nó cho vô. Mẹ ngủ đâu ngủ. Vô. Rồi hai chồng làm gì làm đi, em về cũng tối rồi. Cầm hai cuốn đi. Hai cuốn kia.